tiếp tục chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban. Hôm 14 tháng 10, máy bay chiến đấu Israel lần đầu tiên bắn phá mục tiêu ở khu vực phía bắc Liban, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý mới nhất trong cuộc đối đầu quân sự ác liệt kéo dài hơn một năm qua giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah. Theo Tổ chức Chữ Thập Đỏ Liban, địa điểm bị tập kích là khu vực Aito, có đa số người công giáo sinh sống ở phía bắc Liban. Cuộc không kích khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đa số là dân thường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ngày 8 tháng 10 năm 2023, khu vực Aitow bị oanh tạc, dấu hiệu cho thấy không quân Israel có thể đang mở rộng mục tiêu tấn công ra toàn bộ lãnh thổ Liban. Cho đến chiều 14 tháng 10, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công, trong khi một số nguồn tin nước này cho biết rằng mục tiêu bị tập kích là một quan chức cấp cao Hezbollah. Lực lượng phong trào Hezbollah ngày 13 tháng 10 cho biết họ đã phóng một loạt thiết bị bay không người lái UAV tấn công vào một trại huấn luyện của Bộ binh Israel ở Benjamina. Người phát ngôn cấp cao của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội sẽ điều tra lỗ hổng để lọt UAV xâm nhập mà không gây báo động tại căn cứ. Theo đài truyền hình CNN, 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và trên 60 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV của Hezbollah. Các binh sĩ thiệt mạng đang trong quá trình huấn luyện bộ binh tại căn cứ này, còn những người bị thương vẫn đang nằm viện điều trị. Vụ tấn công vào đêm 13 tháng 10 được cho là một trong những vụ tấn công đậm máu nhất nhằm vào Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm vũ trang Hezbollah cho biết vụ tấn công là để đáp trả các cuộc không kích chết người của Israel vào Liban cách đó 4 hôm. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào lữ đoàn Golani, một đơn vị bộ binh của Israel được triển khai ở miền nam Liban Tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công được đưa ra ngay sau khi Hezbollah công bố một tin nhắn từ thủ lĩnh bị ám sát Hassan Nasrallah kêu gọi các thành viên trong nhóm bảo vệ nhân dân, gia đình, quốc gia, các giá trị của nhóm này. Thông thường, hệ thống phòng không của Israel được đánh giá là rất đáng tin cậy, nhưng trong sự việc ngày 13 tháng 10, đã không có cảnh báo nào ở khu vực Bin Yamina vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, làm dấy lên nghi vấn về cách UAV có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel mà không bị phát hiện. Hezbollah cho biết những chiếc UAV đã vượt qua hệ thống đo đa phòng thủ của Israel mà không bị phát hiện và đã đến được mục tiêu tại trại huấn luyện của Lữ đoàn Golani Tinh Nhuệ ở Binjamina. Trong một diễn biến liên quan đến vụ Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào gần khu vực Binjamina trong tối 13 tháng 10, tin đồn Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF thiệt mạng đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Báo cáo về vụ ám sát tướng Halevi trở thành chủ đề xu hướng trên mạng xã hội X ngay sau vụ tấn công. Ông Anastasia Maria Lopez, một chuyên gia về thẩm định thông tin trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, đăng tin rằng cái chết của ông Halevi đã được xác nhận. Ông Lopez viết trong đoạn đăng kèm bức ảnh bán chân dung của vị tướng này. Các báo cáo ban đầu xác nhận vụ ám sát Tổng tham mưu trưởng Hezi Halevi. Tuy nhiên, báo chí Israel gọi đây là tin đồn. Tờ Jerusalem Post đưa tin, tin đồn về sự ra đi của Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Halevi đang lan truyền trên mạng xã hội sau vụ tấn công của Hezbollah vào khu vực Benjamina tối 13 tháng 10. Phản ứng về vụ phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, bị tấn công, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell tuyên bố khối này lên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Trong tuyên bố đưa ra ngày 14 tháng 10, ông Borrell nhấn mạnh, những cuộc tấn công như vậy nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông, tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng lưu ý EU đang chờ lời giải thích và có một cuộc điều tra toàn diện từ chính quyền Israel về các cuộc tấn công vào UNIFIL, lực lượng đóng vai trò cơ bản trong việc duy trì tình hình ổn định ở miền Nam Liban. Chuyển sang những thông tin về chiến sự Trung Đông, truyền thông Mỹ sáng 14 tháng 10 đưa tin lãnh đạo Israel ngày 13 tháng 10 đã bí mật tới Cairo để thảo luận với nhà lãnh đạo tình báo Ai Cập về việc khôi phục các cuộc đàm phán hướng tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza, theo trang tin Axios của Mỹ, người đứng đầu cơ quan tình báo Simbet của Israel, ông Ronen Bar ngày 13 tháng 10, đã có chuyến đi bí mật tới Cairo để thảo luận với giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập Abbas Kamel về việc khôi phục đàm phán ngừng bắn. Một tin cho biết một trong các nội dung thảo luận trọng tâm là vấn đề cửa khẩu Rafah trên đường biên giới chung giữa giải Gaza và Ai Cập. Khu vực này đã bị Israel kiểm soát từ hồi tháng 5 khi lực lượng phòng vệ Israel mở chiến dịch bộ binh vào phía nam Gaza. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã không đạt được bất kỳ đột phá nào. Giới chức Ai Cập và Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Lầu Năm Góc mới đây thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13 tháng 10 đã điện đàm với người đồng cấp Israel Joab Galen và nêu bật tầm quan trọng của việc Israel triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban và các lực lượng vũ trang Liban. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cho hay trong cuộc điện đàm, ông Austin cũng nêu bật sự cần thiết phải chuyển từ các hoạt động quân sự ở Liban sang một con đường ngoại giao để đảm bảo an ninh cho dân thường càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Austin cho rằng cần khẩn trương thực hiện các bước để giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, kênh NBC News dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ và Israel đưa tin, Israel đã thu hẹp danh sách các mục tiêu quân sự cơ sở hạ tầng tiềm năng ở Iran và có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công trả đũa sớm nhất là vào cuối tuần này. Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran hay không, hay tiến hành giám sát có chủ đích. Song theo kênh NBC News, các quan chức Mỹ tin rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Tel Aviv sẽ đi xa đến vậy. Trung Đông đang đứng bên bờ vực của cuộc chiến tranh toàn diện sau khi Tehran phóng một loạt tên lửa với Israel hôm 1 tháng 10 nhằm trả đũa vụ sát hại loạt thủ lĩnh phong trào Hamas và Hezbollah, cũng như một vị tướng của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Iran tuyên bố nước này chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, không có thương vong nào về dân thường Israel. Trường hợp tử vong duy nhất được báo cáo là một người đàn ông Palestine dường như đã bị trúng mảnh vỡ tên lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galan tuyên bố, đòn tấn công đáp trả của Tel Aviv đối với vụ tập kích của Iran sẽ chết chóc, chính xác và bất ngờ. Các quan chức Israel khác cũng thúc đẩy Tel Aviv tiến hành các cuộc tấn công trả đũa tàn khốc, bao gồm nhắm vào cả cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi Mỹ muốn hạn chế phản ứng để tránh một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể lan rộng khắp khu vực. Trong một tuyên bố, Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran, ICAO, cho biết tất cả các thiết bị liên lạc điện tử, ngoại trừ điện thoại di động, đều bị cấm trong ngành hàng không để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Tuyên bố này được đưa ra vài tuần sau vụ nổ liên quan đến các thiết bị ở Liban vào giữa tháng 9 vừa qua, khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Sau vụ nổ, Cục Hàng không Dân dụng Liên bang đã cấm máy nhắn tin và máy bộ đàm trên tất cả các chuyến bay khởi hành từ sân bay Beirut. Trước đó ngày 21 tháng 9, hãng hàng không quốc gia của Iran là Iran Air đã cấm bộ sạc và thiết bị không dây trên các chuyến bay khứ hồi từ Tehran và Beirut. Tiếp tục các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ người dân Liban bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công toàn lực của Israel trong ngày 13 tháng 10, giới chức Ả Rập Xê Út đã lập cầu hàng không chuyển đồ cứu trợ trực tiếp tới quốc gia Trung Đông này. Theo hãng thông tấn Ả Rập Xê Út, cầu hàng không được lập theo sáng kiến của quốc vương Salman và thái tử Mohammed bin Salman nhằm vận chuyển thuốc men, thiết bị y tế và lương thực cứu trợ người dân Liban bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Ngay trong sáng 13 tháng 10, chuyến bay đầu tiên chở 40 tấn hàng cứu trợ xuất phát từ sân bay quốc tế mang tên quốc vương Khalid ở Riyadh đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Beirut của Liban. Ngoài hàng cứu trợ, Ả Rập Xê Út còn cử một đội cứu hộ tới Liban tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn. Cùng với Ả Rập Xê Út, nhiều quốc gia khu vực và quốc tế như các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ai Cập, Jordan, Pháp và Romania cũng đang tích cực chuyển hàng cứu trợ tới giúp đỡ hàng triệu người dân Liban bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Hội trang lưỡi liềm đỏ Palestine, PRCS, gần đây công bố số liệu cho thấy khoảng 90% trẻ em ở giải Gaza không được tiếp cận đầy đủ với các loại thực phẩm. Đăng tải trên mạng xã hội X, tổ chức cứu trợ trên cho biết trong 12 tháng qua, người dân ở giải Gaza đã phải chịu đựng nạn đói, trong đó 90% trẻ em phải chịu cảnh đói nghèo. PRCS cũng nhấn mạnh cần tiếp tục công cuộc chấm dứt cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Trước đó vào tháng 6, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính gần 3.000 trẻ em ở giải Gaza có nguy cơ tử vong do suy dinh dưỡng. UNICEF cho biết cần đạt được tiếp cận nhân đạo an toàn và thỏa thuận ngừng bắn để khởi động lại nguồn cung cấp cứu trợ cho vùng đất Palestine này.